Trong thời điểm hội nhập hiện nay, việc chúng ta có thể giao tiếp tốt tiếng Anh là điều cực kỳ quan trọng. Nhưng làm sao chúng ta có thể học tập và rèn luyện một ngôn ngữ mới? Startup tiếp theo sẽ đưa ra giải pháp cho quý vị về vấn đề này. Chào các sếp, em là Quyền, founder và CEO của hệ thống Thoát Cà Phê 100% tiếng Anh. Hôm nay em đến để gọi số vốn là 2 tỷ, đổi lấy 20% vốn cổ phần. Cảm ơn các sếp đã cho em cơ hội và hy vọng em xứng đáng là cơ hội dành cho các sếp. Thì đầu tiên xin mời mọi người coi một hoạt cảnh của Thoát Cà Phê. Xin mời các bạn. Hello Sharks, now I'd like to invite Shaqlin to come on the stage and enjoy our conversation. Ok. Hello. Hey, we're back. And this is the very special guest that I told you. May I introduce to you Shaqlin? Right. It's been a pleasure to meet you. We're currently doing some research on children education. Do you mind sharing with us how to teach our children to be independent while they're still young? I guess that's really just you let them do what they need to do. If they have to fall, they have to fall. If they cry, they cry. And you know, let them kind of explore on their own. Yeah. So you can't be overprotective. You let them kind of run a little bit wild and make their mistakes. Awesome. Well, it seems like we have a lot of things to care about when we raise our children, right? Thank you, Shaqlin, for sharing your ideas. Thank you. And I hope that you would invest in our business. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn Shaqlin, cảm ơn tất cả các bạn. Dạ vâng, đây là một chuỗi cà phê thì từ sáng tới chiều em bán cà phê. Từ 6 giờ tối nó đổi thành một nơi dạy tiếng Anh có thu phí cho độ tuổi từ 18 tới 40 tuổi. Thì tất cả các lớp chỉ 5 bạn một người. Thứ hai đó là học phí em định giá theo cái sự chuyên cần. Có nghĩa là siêng thì rẻ mà lười thì mắc. Bạn nào đi học được một tuần 5 buổi thì giá một buổi học là 65.000. Bạn nào đi học một tuần 4 buổi thì giá một buổi học là 75.000. Còn bạn nào đi học 3 buổi học thấp hơn thì giá một buổi học là 85.000. Tiếp theo, bên em build được một cái hệ thống đó là lịch học tự chọn. Thì mô hình này em giải quyết được 3 câu chuyện, đó là giá rẻ, chất lượng và sự linh động cho tất cả mọi người. Thì nói về doanh thu, hiện nay em có 2 quán. Quán đầu tiên em hoạt động được 6 tháng. Doanh thu là 105 triệu một tháng với 30 triệu đến từ cà phê và 75 triệu đến từ tiếng Anh. Lợi nhuận net sau khi khấu hao đó là 15 triệu. Quán thứ hai hiện nay đang lỗ 5 triệu tiền mặt và 10 triệu tiền khấu hao, mới hoạt động được 2 tháng. Thì 2 tuần nữa em sẽ khai trương cái quán thứ ba. Tại sao em làm cái startup này thì mục đích nhắm đến làm sao giúp cho sinh viên và công nhân viên Việt Nam có được cái môi trường học tiếng Anh giá rẻ và chất lượng, từ đó mọi người có khả năng nói tiếng Anh tốt nhất. Em xin kết thúc phần trình bày, mời các sếp đặt câu hỏi ạ. Chị hỏi về cái từ chất lượng. Em định nghĩa chất lượng bởi vì ai sẽ là người dạy tiếng Anh? Hiện nay cái đầu vào giáo viên của em nó có 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên là phải, một là tốt nghiệp sinh viên ngoại ngữ, hai là có IELTS 6 chấm trở lên, thứ ba là TOEIC 800. Việc thứ hai là tất cả các bạn phải do em phỏng vấn, tại vì có một lợi thế em là giảng viên về kỹ năng, cho nên em nhìn được cái cách dạy của các bạn. Thứ ba là tất cả giáo viên của em phải có 2 tuần trainings, cái khả năng đứng lớp của họ. Cuối cùng và đối với em quan trọng nhất là tất cả giáo viên phải chuẩn bị, chúng ta gọi là giáo án. Và bước thứ năm đó là họ vô dạy thử, thì cái đó là kiểm soát đầu vào cho chất lượng giáo viên. Cả nước này chưa ai làm được một cái lớp học có 5 người để học viên họ tương tác với nhau dễ nhất với giáo viên. Đó là chất lượng. Một cái buổi như vậy thì chi phí trả giáo viên là bao nhiêu tiền? Cái mô hình này của em đang ở thành phố Biên Hòa, giá của em 90 phút của một giáo viên là 175.000 đến 200.000, tùy vào cái bằng cấp của họ. Tức là giáo viên nước ngoài hay giáo viên Việt Nam? Giáo viên Việt Nam ạ. Còn giáo viên nước ngoài thì em thuê họ trung bình là 600.000 cho 2 tiếng đồng hồ. Đối với các thầy mà đến từ châu Âu hoặc Mỹ, còn nếu là Philippines hoặc Ấn Độ thì khoảng 500.000. Ví dụ như một buổi dạy thì giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam mình đan xen như thế nào? Giáo viên nước ngoài mỗi lớp họ tham gia 20 phút vào cái phần speaking thôi. Một buổi tối như vậy họ sẽ tham gia khoảng trung bình từ 5 đến 7 lớp. Mục tiêu là cho học viên có cơ hội được nói chuyện với người nước ngoài và nhiều nước khác nhau. Thì mỗi ngày em mời một nước, thì học viên họ rất thích cái đó. Giáo viên Việt Nam sẽ là người phiên dịch lại trong trường hợp họ không hiểu. Kinh doanh của em là từ 6 giờ cho đến bao nhiêu giờ nhỉ? Một ca như vậy là 90 phút, 6 giờ đến 7 rưỡi và 7 giờ 45 đến 9 giờ 15. Những giáo viên mà nước ngoài của em ấy là em họ đang sống ở Biên Hòa hay là em mời họ từ đâu tới? Tất cả họ đang dạy tại các hệ thống trung tâm tiếng Anh khác và họ dạy trên một buổi một ngày ở Biên Hòa luôn. Tức là hiện nay thì nó mới, đúng không? Nhưng mà anh chưa nhìn thấy cái rào cản nào giáo viên tất cả đi thuê. Dạ. Giáo trình của em cũng là do giáo viên soạn, đúng không?
Thế thì các bạn khác khi mà có đối thủ cạnh tranh họ mở giống em thì em có lợi thế gì đặc biệt? Hiện nay tất cả các trung tâm tiếng Anh, ngay cả lớn nhỏ, sẽ không bán được cái giá 5 lớp 5 người và giá 65.000. Tất cả các trung tâm họ đang làm theo kiểu là họ thuê một cái tòa nhà thì họ không thể nào bán được cái giá đó. Thì cái rào cản lớn nhất là phải có một cái thu nhập khác. Cho nên tại sao em bán cà phê nó giúp em trả được chi phí thuê nhà, giữ xe, điện nước. Và tất cả các trung tâm khác nó bị một cái vấn đề, đó là thời gian cố định. Một là 24/6, 24/7 thì rất nhiều bạn công nhân bạn đi làm ca cái bạn không đọc được. Các bạn bỏ bài thì em giải quyết được câu chuyện đó. Em có phải là du học sinh đi học ở đâu? Dạ không ạ, em 100% Việt Nam học ở đây. Em học về chuyên ngành về gì? Em là dân tài chính ngân hàng ạ. Em vừa nói là em có cái gì về kỹ năng mà. Cuối tuần thì em đi dạng về sales marketing, em dạng ở các trường đại học. Em học về marketing à? Dạ, em học master về marketing. Tài chính và marketing đúng không? Thế thì động lực nào mà khiến em mở ra cái trung tâm dạy tiếng Anh này? Thì thực sự nó nằm ở cái là em đam mê vào giáo dục và mong muốn của mình. Tại vì khi mình đi dạy á, mình thấy sinh viên nó yếu kỹ năng và yếu tiếng Anh. Và không dễ để các bạn có muốn mà học tiếng Anh tốt với người nước ngoài thì giá nó quá cao đi. Thì đó là cái động lực khiến mình làm cái này cho sinh viên của mình. 105 triệu một tháng này thì em lời được bao nhiêu tiền? 15 triệu sau khi khấu hao. Và hiện nay cái đang mức nó là 80 học viên thôi. Nhưng nếu mà chúng ta tăng được 120 học viên là full á, thì nó sẽ lời khoảng 35 đến 40 triệu một tháng. Có nghĩa là đầu tư 350 triệu thôi. Nhưng nếu mà em mở tới 20 cái địa điểm, 15 20 địa điểm ở Biên Hòa thì liệu có đủ người giảng viên để dạy và đủ được cái học viên để tham gia không? Hiện nay cái lợi thế cạnh tranh như em nói các sát á, là gần như là giáo viên được chọn ca. Cho nên rất nhiều giáo viên họ muốn đến với em một tuần một buổi hoặc hai buổi. Thì đến thời điểm này em đã phỏng vấn hơn 50 bạn rồi. Thì hiện nay gần như em đang chuẩn bị em ký kết với các trường đại học, các khoa ngoại ngữ. Những bạn sinh viên nào giỏi em lấy luôn. Phần lớn em sử dụng người Việt là chính. Và ký với các khoa ngoại ngữ để mình đảm bảo cái số lượng liên tục của mình có. Thì anh thì anh thấy là cái đầu vào giáo viên của em là nó khá là thấp. Dạ. Đó thì anh cũng không rõ là cái chất lượng đầu ra thì như thế nào. Đối với cái tiếng Anh giao tiếp thì cuối cùng cái người học viên họ sẽ nhận ra họ có nói được không. Cái đó mới là cái quan trọng nhất chứ không phải lấy bằng. Tại bên em chuyên đào tạo để nói thì khi họ ra họ thấy là mình nói tốt hơn. Nhưng đối với em một bạn phải theo em một năm, có nghĩa là không cần đi học ở trung tâm nữa thì cam kết là ra nói có căn bản ngữ pháp tốt. Một cái mặt bằng của em là bao nhiêu mét vuông? Hiện nay một cái của em 400 m², một cái 250 m². 400 m². Dạ. Mà em đầu tư hết có 350 triệu. 350 triệu. Tại bao nhiêu tiền một mét? Tức là chưa đến 1 triệu một mét vuông. Em là người đi mua lại những quán cà phê chết. Tại vì ngành cà phê F&B bây giờ nó crazy cho nên là họ chết. Các em vô em sang quán lại ra rất rẻ. Và người chủ họ cũng cho thuê lại giá rẻ luôn tại vì không ai thuê nữa. Thì quán đầu tiên em chỉ mất 9 triệu thôi. Quán thứ hai mặt tiền đường mà dưới hầm 250 m², em thuê giá có 6 triệu thôi. Thì hiện nay chiến lược của em như em nói, em chỉ đi thuê thôi. Thì chuẩn bị có một cái rất hay, đó là em viết một cái proposal cho hai ông lớn ngành F&B, đó là ông Highland Coffee và Coffee House á. Thì em offer họ thế này, từ 5 giờ đến 7 giờ theo khảo sát là tất cả các quán cà phê khả năng gọi là cung ứng chỉ có 30% thôi. Thì giờ đó em lại dạy trong tất cả 200 chuỗi của họ, 200 shop, thì mỗi shop em cam kết lợi nhuận mang lại cho họ là 10 triệu tháng. Một tháng là 2 tỷ, nếu một năm nó khoảng 24 tỷ. Thì tại sao họ nên cân nhắc? Bởi vì thật sự họ không đầu tư gì hết. Em không đầu tư, em chỉ mang con người với công nghệ vô em dạy. Và nếu em mở như vậy thì rất nhanh và đỡ rủi ro cho em và cho các nhà đầu tư luôn. Không, vấn đề khi mà em scale up lên 200 đấy thì cái năng lực về recruit nó mới quan trọng. Dạ. Bởi vì anh có đầu tư vào Topica. À, dạ. Và dạy tiếng Anh trên nền tảng online đương nhiên cho người đi làm là chủ yếu. Dạ. Thì cái vấn đề lớn nhất là như chi phí để mà recruit người học ấy rất là tốn kém. Yeah. Cái câu chuyện tuyển sinh ấy là một bài toán không hề đơn giản. Thì có một cách, đó là để chi phí lợi nhuận, nếu em đi thuê thôi nha, chứ em không đầu tư nha, em chỉ đi thuê thì chỉ cần một ngày em có 4 lớp, em đã có lợi nhuận 10 triệu tháng rồi. Tại vì như em tính đơn giản, em thu 375.000, em trừ 175.000, em lời net 200.000 một lớp, 4 lớp em lời 800.000, nhân một tháng là 22 buổi. Thì em có 16 triệu, trừ 5 triệu cho một bạn quản lý. Thì đã đạt con số kỳ vọng của mình. Thì mình sẽ marketing theo khu vực. Có nghĩa là địa điểm ở đâu, dân cư ở đó đến học. Và tối đa nó chỉ có 30 đến 50 học viên là trong khả năng làm việc của em. Còn hiện nay có một cách nữa để chúng ta phát triển thị trường. Theo em tự tính là chúng ta có khoảng 450 trường đại học và cao đẳng cả nước. Thì nếu chúng ta có thể chơi một cuộc chơi lớn, đó là chúng ta đặt 450 hệ thống thoát này tại 450 trường đại học. Thì chúng ta bán trà sữa kết hợp dạy tiếng Anh thì phát triển rất nhanh. Chị thấy cái cách em suy nghĩ về thị trường và cái cách em giải quyết những cái vấn đề chị thích. Chị sẽ đầu tư 2 tỷ cho 30%.
Với điều kiện là chị sẽ đầu tư trước 1 tỷ. Dạ. Rồi em sẽ đưa chị một kế hoạch em làm cái gì với 1 tỷ đó. Dạ. Rồi nếu mà em đạt được tất cả những cái KPI đó thì chị sẽ đầu tư tiếp. Dạ. Còn anh thì anh cũng thấy bản thân em là rất có tư duy về mặt hệ thống cũng như là tổ chức, thì anh nghĩ là em sẽ thành công. Tuy nhiên cái lĩnh vực này nó hơi trái với cái hệ sinh thái của anh nên anh quyết định không đầu tư. Cảm ơn. Anh cũng có quan tâm về cái mảng giáo dục ấy, mảng tiếng Anh. Em khá chê mạch lạc trong việc là trình bày. Và cái ý tưởng anh nghĩ cũng khá chê hay, bởi vì nó khá chê là gần gũi với sinh viên. Tuy nhiên thì em chỉ gọi có 2 tỷ và chị Linh đang đầu tư rồi. Chính vì thế thì anh ra offer thì cũng không ý nghĩa gì nữa. Chính vì thế thì thôi, anh quyết định là để cho chị Linh đầu tư và anh từ chối. Chị Linh vừa offer là 2 tỷ cho 20%. 30%. 2 tỷ cho 30%, tức là chị định giá là 6 tỷ mấy đúng không? 6 tỷ mấy. Chị Linh đã định giá rồi. Anh thích cái sự thông minh của em. Anh định giá của em sẽ vào khoảng, anh lên một tí, anh đầu tư 5 tỷ. 5 tỷ. Cho 51%. 51%. Hoặc là em lấy số tiền của chị trước, mình phát triển tới một mức nào đó rồi mình trở lại nói chuyện với Trắc Thủy. Và lúc đó thì cái valuation của mình sẽ tốt hơn. Anh có cho em 2 lựa chọn. Yep. Hoặc em là người của anh, hoặc anh sẽ là đối thủ của em. Vậy không của em anh sẽ làm. Nhưng mình sẽ chạy mau hơn. Ở Biên Hòa anh cũng có cơ sở rồi. Em có thấy. Em đi đâu anh sẽ có đó, đúng không? Em nghĩ em sẽ không là đối thủ của Trắc Thủy đâu, tại vì phân khúc chúng ta khác nhau nhiều lắm. Anh sẽ làm phân khúc giá rẻ, anh nhấn mạnh là như vậy. Em sẽ là đối thủ của anh, chắc chắn. Thực sự thì em chỉ lấn cấn câu chuyện 51% thôi. Tại sao lại là 51%? Vì thứ nhất ấy, là anh cần một định giá chuẩn. Cái thứ hai ấy, là 2 tỷ em không làm được gì cả. Và em có thể chết giữa đường. Và với cái việc mà em do bên anh ấy, thì ít nhất em phải thừa một cái giá trị 20 đến 50 tỷ. Vì có rất nhiều thứ em không cần phải đi đàm phán, đúng không? Em tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhân công. Đó thì 5 tỷ để em đủ, em đi đến một ngưỡng, không phải lo về gọi vốn nữa. Còn 51% đơn giản chỉ là định giá của em chỉ thế thôi. Là đã 9 tỷ rồi. Ngay từ đầu em xác định đó là em vẫn có thể rằng thành đại gia trong cái kinh doanh này, nhưng phải trên số lượng lớn. Kèm điều kiện, anh cho em quyết định. Nó là của em, anh không can thiệp. 45% anh sao? 50%. Chị ấy, thì chị tin vào khả năng của em. Yeah. Chị đồng ý là 2 tỷ không đủ. Yeah. Nhưng tới bước đó là chị cũng còn thêm vốn để đầu tư thêm. Yeah. Hoặc là chị có thể mở những mối quan hệ của chị để giới thiệu qua đầu tư chung. Nếu mà lúc đó Trắc Thủy không muốn tham gia thì mình sẽ nói chuyện với những quỹ đầu tư khác. Anh có thể ra một offer như chị Linh. Yeah. Anh đã ra thêm 3 tỷ, nghĩa là rủi ro của anh gấp hơn 150%. Cái định giá của anh là cũng là gấp rưỡi cái định giá là 2 tỷ cho 20%. Và lúc sau ấy, khi mà em đi giữa chừng ấy, mà em hết tiền ấy, thì em mới hiểu lúc đấy là thảm họa nó như thế nào. Đó thì em cứ cân nhắc. Thì hiện nay gần như em sharing là em đã ra mô hình là em chỉ tập trung đi thuê thôi. Thì thật sự với 1 tỷ của Trắc Linh là em có thể có 15 đến 20 điểm rồi. Sẽ có lúc ấy là em bị lỗ chi phí vận hành. Em hiểu không? 50 cơ sở nó khác với 1 cơ sở. Và lúc đấy bắt đầu cái khâu trung gian, cái khâu quản lý ấy, nó sẽ ăn vào giá vốn, ăn vào chi phí của em. Như anh khẳng định là 2 tỷ là một cái con số quá màu hồng, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Thật sự thì hiện nay trong cái quan hệ, vì em là nhân làm ngân hàng, em có rất nhiều quan hệ với các anh chị giàu có. Thì em gọi mức 2 tỷ để đảm bảo an toàn cho các shop và đảm bảo cho em để lấy niềm tin với nhau trước cho những cái giai đoạn tiếp theo. Tại vì business càng ngày nó càng growing up lên. Cho nên em khá, về mặt cảm tính, em khá thoải mái với chị Linh hơn. Vì em là người make decision trong tất cả business. Cho nên em hy vọng là Trắc Thủy cân nhắc một tỷ lệ cổ phần cho em là người quyết định. Điều kiện của em là gì với Trắc Thủy? Dạ, em nghĩ là 5 tỷ 45% ok. Không 51%. Anh Thủy nên cân nhắc. Giải ngân theo tiến độ, anh cứ đưa KPI em hoàn thành. Hoặc là em cam kết với Trắc Thủy trong vòng 2 năm đầu tiên em không lấy lợi nhuận, em hoàn tiền vốn cho anh. Để khi hàng lợi nhuận đưa ra em đưa lại cho anh, để anh có niềm tin với em trước. Tiếp tục mình giải ngân tiếp theo, nhưng tối đa giải ngân 5 tỷ. Anh đồng ý. Dạ. Thực sự rất tốt. Dạ, dạ, dạ. Chiến thuật của Trắc Thủy tức là mục đích to để dễ trúng, đúng không?
Victor dễ chung. Mà mình không cảm thấy lo lắng gì khi đối đầu với các cá mập cả. Mình không nghĩ họ là cá mập đâu. Mình thấy mọi người rất là dễ thương, cùng trao đổi và tìm cái điểm chung để làm sao đi được với nhau. Mình nghĩ là mình đã được tìm đúng người để đồng hành với mình trong doanh nghiệp này, và Sắc Thủy có những kiến thức, kinh nghiệm về mảng giáo dục và mình rất cần một người song song với mình.